Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu có vô tình đọc được một bài báo là nói về cái món mà làm tteokbokki Hàn Quốc từ bánh tráng Việt Nam. Dâu nghe cũng thấy lạ lạ ha mọi người. Xong rồi Dâu bây giờ Dâu sẽ bắt đầu làm thử, giống như là một cái challenge cho bản thân vậy đó, để mình làm ra thử coi mình có làm thành công giống như người hướng dẫn ở trên báo hay không nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Nguyên liệu của Dâu sẽ gồm có: thứ nhất là bánh tráng. Bánh tráng mọi người chú ý là phải mua đúng cái loại này nha. Tại vì cái loại này á, bánh tráng đúng chất là bánh tráng gạo luôn, nó cực kỳ dày. Thì khi mình ngâm nước này mình cuốn nó sẽ chuẩn hơn. Nguyên liệu thứ hai đó là trứng gà. Trứng này mình đã luộc sẵn rồi. Nguyên liệu thứ ba đó chính là hành bơ rô. Nguyên liệu thứ tư đó chính là xúc xích. Thay vì mình làm chả cá Hàn Quốc thì mình không có, thì mình làm xúc xích nha mọi người. Bắt đầu thôi. Trước tiên thì mình sẽ lấy 5 cái bánh tráng ra và mình bỏ vào thau nước lạnh mình nhúng nha mọi người. Mình sẽ nhúng từ 1 đến 2 phút. Sau mà mình để ra dĩa để khoảng 3 phút rồi mình sẽ bắt đầu cuốn. Đó, mọi người nhúng xong thì mọi người phơi ra dĩa hoặc là mâm như thế này nha. Cái độ dày của nó càng dày thì mình cuốn nó sẽ thành hình cái tteokbokki hơn, cái bánh gạo á mọi người. Bánh tráng sau khi mình phơi được 3 phút như thế này thì mọi người có thể thấy được cái độ dẻo của nó nè. Đó, mình bắt đầu cuốn nha. Mọi người cuốn á, nhớ cuốn tỉ mỉ, cuốn từng chi tiết nhỏ nhất luôn, để cái bánh của mình nó được khít lại giống như là bánh tteokbokki Hàn Quốc vậy đó mọi người. Mọi người không được cuốn quá rỗng, để mà không nhìn thấy cái lỗ thì nó lại không giống cái tteokbokki ở Hàn Quốc nha. Đó, kết quả thì mình sẽ được một cuộn như thế này nha. Chút nữa thì mình sẽ cắt ra giống như tteokbokki hơn ha. Bánh tráng sau khi mình cuốn xong thì mình sẽ được một dĩa như thế này nha mọi người. Bây giờ mình xin phép gọi là bánh gạo nha. Bây giờ mình chúng ta sẽ đi cắt nha mọi người. Mọi người cắt á, nhớ cắt bỏ hai phần đầu nha. Tại vì hai phần đầu nó bị rỗng á, nó sẽ không có giống như cái bánh gạo. Cắt bỏ hai phần đầu rồi mọi người cắt làm 3 khúc. Đó, mọi người có thể thấy nè, nó y chang như cái bánh gạo nữa, thấy không mọi người? Mình thấy cũng hay ha. Ngày xưa có bánh cuốn làm từ bánh tráng Việt Nam, bây giờ có bánh gạo làm từ bánh tráng Việt Nam. Mình thấy nhiều tác giả của những món này thực sự rất là thông minh luôn á. Bánh gạo sau khi cắt ra thì mình sẽ được một dĩa như thế này nha mọi người. Mọi người nhìn thấy nó giống bánh gạo chưa nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm nước sốt nha. Chúng ta sẽ bắt một cái chảo và bỏ bơ vào nha mọi người. Tiếp theo thì mình đợi bơ tan hết thì mình sẽ bỏ hành bơ rô vào nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ bỏ ớt khô với ớt bột Hàn Quốc vô luôn nha mọi người. Tùy vào mọi người ăn cay, ăn ít cay á, thì mọi người bỏ ớt cho phù hợp nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho tương cà vào. Tiếp theo là mình cho tương ớt vô luôn nha. Tương cà với tương ớt mình sử dụng của thương hiệu Cholimex hết nha mọi người. Vì cái nước sốt này nó hơi đặc một xíu cho nên mình sẽ pha thêm một tí nước nha mọi người. Mọi người có thấy giống như là cái nước sốt của tteokbokki Hàn Quốc kia nè. Bây giờ mình sẽ bỏ bánh vào nha mọi người. Bánh thì nó hơi dính đó, cho nên là lúc mình nấu thì mình gỡ gỡ ra nha.
mình sẽ bỏ thêm xúc xích vào luôn nha, cho gia vị nó thấm đều với nhau luôn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nêm nếm nha mọi người. Mình sẽ cho một ít bột nêm. Một ít đường. Mọi người trộn đều lên nha. Như vậy là mình đã sắp hoàn thành rồi đó mọi người. Bây giờ chỉ cần chờ cho nó thấm, nó chín là xong thôi. Tteokbokki của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Trời ai dám nói cái này món bánh tráng trời. Ai nói làm từ bánh tráng không hề luôn. Bây giờ mình sẽ múc ra trang trí cho mọi người. Ta-da, đây chính là dĩa tteokbokki Hàn Quốc làm từ bánh tráng Việt Nam của mình đây. Mình có thêm một cái trứng với lại một ít mè trang trí cho nó đẹp đó mọi người. Món này coi như là mình đã hoàn thành xuất sắc cái challenge của mình tự đặt ra luôn nha. Chúc mọi người thành công với món này. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu. Nếu mọi người thấy thích thì nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo. Nếu mọi người có muốn Dâu nấu một món gì đó theo yêu cầu của mọi người thì mọi người cũng có thể comment bên dưới nha.